Wolverhampton chính thức có cho mình tân binh tại phiên chợ đông này bằng bản hợp đồng mang tên Pablo Sarabia Paris Saint-Germain. Tại một diễn biến khác, Real Madrid đang tăm tia báu vật của Quỷ Đỏ sau những bất hòa về điều khoản trong hợp đồng gia hạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Bình luận viên Anh Quân News vào lúc 10:30 ngày 18 tháng 1. Đây sẽ là nơi tôi và các bạn cùng nhau điểm qua những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý trong phiên chợ đông này. Liệu đâu là những bản hợp đồng chất lượng được các câu lạc bộ quan tâm và chú ý tới? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Và giờ là những bản tin chính. Trên trang chủ chính thức của câu lạc bộ Wolverhampton Wanderers đã đưa ra một dòng thông báo về việc đã thành công sở hữu bản hợp đồng mang tên Pablo Sarabia từ Paris Saint-Germain. Được biết, câu lạc bộ đang thi đấu tại Anh đã trả 5 triệu euro cho cầu thủ từng góp mặt ở World Cup 2022 và còn hợp đồng đến năm 2024 với Paris Saint-Germain. Anh cũng là tân binh cập bến đội bóng chủ sân Molineux sau Matheus Cunha và Mario Lemina. Sarabia năm nay 30 tuổi, ghi được 22 bàn sau 98 lần ra sân cho Paris Saint-Germain kể từ khi gia nhập đội bóng ở Ligue 1 vào năm 2019. Anh cũng có thời gian cho mượn ngắn hạn với Sporting ở Bồ Đào Nha trong mùa giải 2021-2022. Cách đây chưa lâu, huấn luyện viên Christophe Galtier thừa nhận ngôi sao người Tây Ban Nha đã không hạnh phúc tại Paris và đó là cơ hội để Wolves sở hữu chữ ký của anh với cái giá phải chăng. Memphis Depay hiện không được huấn luyện viên Xavi trọng dụng. Tiền đạo người Hà Lan phải nhường chỗ cho những cầu thủ chạy cánh và tiền đạo khác như Robert Lewandowski, Ansu Fati và Ferran Torres. Chính vì vậy, Depay đứng trước nguy cơ chia tay Barcelona ngay phiên chợ đông này. Một trong những câu lạc bộ thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Depay chính là Atlético Madrid. Đại diện đến từ thủ đô Madrid xem Depay là mục tiêu khả dĩ và mọi thứ dường như cũng đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Atlético đã đạt được thỏa thuận với Depay. Tiền đạo người Hà Lan cũng chấp nhận chuyển tới Atlético Madrid trong tháng giêng này. Phía Barca sẽ dễ dàng mở đèn xanh cho thương vụ nếu Yannick Carrasco được đưa lên bàn đàm phán. Song Atlético Madrid tỏ ra cứng rắn khi từ chối để Carrasco vào thương vụ trao đổi. Đặc biệt, đội chủ sân Wanda Metropolitano không muốn trả tiền chuyển nhượng cho một cầu thủ không giành được niềm tin của Xavi Hernandez và sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 6. Với những gì đang diễn ra, Depay sáng cửa cập bến Atlético Madrid, cựu sao Manchester United sẽ là cái tên thế chỗ João Félix, người vừa đến Chelsea theo dạng cho mượn. Alejandro Garnacho trở thành cái tên khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ bàn tán vô cùng sôi nổi tại mùa giải năm nay. Ở trận cuối của Man United gặp Fulham trước khi World Cup 2022 khởi tranh, Garnacho tỏa sáng phút bù giờ giúp Quỷ Đỏ giành trọn 3 điểm trong tháng 11. Tài năng người Argentina được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của Manchester United. Và lần gần nhất, Garnacho vào sân thay người và có đường truyền quyết định để Marcus Rashford ghi bàn vào lưới Man City ở trận derby thành Manchester. Quỷ Đỏ đang trong quá trình thay đổi sau khi Cristiano Ronaldo ra đi. Khi ấy, Garnacho sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Được biết, Man United cũng đang đẩy mạnh kế hoạch gia hạn hợp đồng với cầu thủ này, khi giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, theo tờ Eurosport, Manchester United đang gặp khó trong việc ký mới với Garnacho vì vấn đề lương thưởng. Cụ thể, đại diện của Garnacho từ chối lời đề nghị hợp đồng mới trị giá 20.000 bảng mỗi tuần cho Quỷ Đỏ. Họ muốn một mức lương cao hơn hoặc ít nhất bằng với những gì hậu vệ trẻ Brandon Williams đang nhận ở thời điểm hiện tại. Mức lương rơi vào khoảng 50.000 bảng mỗi tuần. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận thành công với Garnacho, nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ mất sao mai này vào tay của Real Madrid. Kênh Kền Trắng vẫn chưa đưa ra lời đề nghị cho ngôi sao sinh ra ở Tây Ban Nha, nhưng họ sẽ theo dõi tình hình tại Old Trafford trước khi đưa ra quyết định. Tuyển thủ Hà Lan Denzel Dumfries đã được nhiều ông lớn liên hệ thời gian qua và gần đây có thông tin cho rằng Inter có thể cho phép anh ra đi trong tháng giêng với cái giá 53 triệu bảng. Tuy nhiên, theo tờ Mirror, mức giá hiện tại của Dumfries đã được đại diện Serie A bất ngờ giảm xuống còn 35 triệu bảng. Bản thân Man United đã chính thức có những thỏa thuận sâu hơn với Inter, nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào được Quỷ Đỏ đưa ra. Kể từ khi chuyển đến sân Giuseppe Meazza vào năm 2021, Dumfries đã trở thành trụ cột của đội bóng. Anh chơi xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh phải khi ghi 7 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 68 trận. Cầu thủ 26 tuổi này gần đây cũng đã có một kỳ World Cup tuyệt vời cùng với đội tuyển Hà Lan. Theo giới chuyên môn, nếu Erik ten Hag cần một hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công tốt thì Dumfries chính là một giải pháp. Thậm chí anh có thể trở thành lựa chọn số 1 ở Old Trafford trước cả Diogo Dalot. Truyền thông Anh đưa tin Newcastle United từ lâu đã đưa Scott McTominay vào danh sách mục tiêu của mình. Dù không được đánh giá như một tiền vệ quá đẳng cấp, tuy nhiên McTominay vẫn là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho tuyến giữa của Trích Trẻ. Theo tiết lộ từ tờ UIF, Manchester United không có ý định bán McTominay, nhưng bản thân ngôi sao người Scotland lại mong muốn rời khỏi Old Trafford càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, dẫn nguồn từ tờ The Sun cho hay, McTominay hiện đang lo lắng về việc mình thiếu cơ hội thi đấu dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag và anh đã sẵn sàng chuyển đến chơi bóng tại St James Park.
Về phần Newcastle, ban huấn luyện câu lạc bộ này đánh giá McTominay rất cao và họ muốn có được chữ ký của trụ cột Scotland ngay trong tháng 1. Dù vậy, gần như chắc chắn Man United sẽ không bán đi McTominay trong tháng này bởi họ sẽ không thể nào chinh chiến trên mọi đấu trường đến cuối mùa chỉ với 3 lựa chọn cho khung trung tuyến, bao gồm Casemiro, Fred và Christian Eriksen. Theo nguồn tin từ tờ Metro, Arsenal đã quay trở lại thương vụ Moussa Diaby sau khi để lỡ mất Mikhailo Modric vào tay của Chelsea. Pháo thủ tiếp tục tăng cường nhân sự vào tháng 1 nhằm gia tăng chiều sâu đội hình khi bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Tờ Sky Sports đưa tin ngôi sao 23 tuổi nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng của Arsenal. Cầu thủ chạy cánh người Pháp thuyết phục giới chuyên môn sau những màn trình diễn ấn tượng cùng Bayer Leverkusen. Mùa giải 2021-2022, cầu thủ người Pháp tỏa sáng ở Bundesliga với 17 bàn thắng, 14 kiến tạo sau 42 trận đấu trên mọi đấu trường cùng Leverkusen. Bản hợp đồng hiện tại giữa Diaby và Leverkusen sẽ đáo hạn vào năm 2025. Mùa giải năm nay, Diaby đóng góp 6 bàn thắng, 3 kiến tạo. Ngoài Arsenal, Newcastle United cũng là đội bóng dành rất nhiều sự quan tâm đến thương vụ này. Newcastle United đang bay cao dưới triều đại huấn luyện viên Eddie Howe. Chiếc chòe đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau 19 trận đấu. Tham vọng của Newcastle không gì khác ngoài việc chiếm một suất trong top 4 mùa giải năm nay. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Newcastle United cần tiếp tục tăng cường nhân sự, gia tăng chiều sâu đội hình khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải. Theo nguồn tin từ tờ The Daily Telegraph cho hay, huấn luyện viên Eddie Howe nhắm đến bộ ba ngôi sao của Chelsea là Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher và Hakim Ziyech. Trích chòe xem Gallagher là phương án lý tưởng nhằm gia cố sức mạnh tuyến giữa. Mùa giải năm nay, sao mai này có cho mình 8 trên 19 trận thi đấu tại Premier League. Bản thân Gallagher từ lâu cũng đã lọt vào mắt xanh của trưởng bộ phận chuyển nhượng Newcastle Steve Nixon. Về phía Loftus-Cheek, tiền vệ người Anh mang đến một tuyến giữa cơ bắp cho hàng tiền vệ của Newcastle United. Trong khi với Hakim Ziyech, ngôi sao người Maroc sẽ đối mặt cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại sân Stamford Bridge, bất chấp màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022. Chelsea chi ra 50 triệu bảng để đón Sterling về từ Man City vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi. Chân sút người Anh cũng đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Điều đó đồng nghĩa nếu thực hiện trọn vẹn giao kèo, anh sẽ gắn bó với Chelsea đến năm 2027. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ The Guardian, Chelsea bất ngờ để Sterling ra đi sau khi có được sự phục vụ của tài năng trẻ Mikhailo Modric. Kể từ ngày cập bến Stamford Bridge, phong độ của Sterling được cho là rất tệ hại. Tính đến hiện tại, ngôi sao 28 tuổi này mới có 4 pha lập công trong 15 trận ra sân. Hiện Sterling đang phải điều trị chấn thương nên không thể thi đấu. Bản thân ông chủ mới ở Chelsea, Todd Boehly, rất muốn thay máu hàng công đang chơi không mấy hiệu quả ở thời điểm hiện tại. Ngoài Sterling, tương lai Hakim Ziyech, Aubameyang hay Pulisic đều khá mở mịt. Không chỉ bổ sung thêm Mikhailo Modric, hè tới Chelsea sẽ còn đón thêm một tiền đạo khác là Christopher Nkunku từ RB Leipzig. Đó là tất cả những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý có trong bản tin News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và dõi theo cùng bình luận viên Anh Quân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của bản tin chuyển nhượng.